Phải ở cái dạng này nó mới có hoạt tính.
thêm những cái đơn vị cấu tạo lên ha, có thể A, B, C, D gì đó, nhưng mà mỗi cái này sẽ luôn luôn được gọi với cái tên là bán đơn vị. Bán đơn vị. Có từ hai chuỗi Polybag thì trở lên và mỗi chuỗi được gọi là bán đơn vị. Thì các chuỗi này nó kết hợp với nhau bằng một cái lực tương tác van der Waals. Cái lực này thì nó yếu ha, yếu thôi. Nó gắn cái này lại với nhau. Mình có bốn vật cấu trúc là các bạn. Và mỗi vật thì mình nhớ là cái liên kết nào là liên kết chính nha các bạn. Còn liên kết nào là liên kết chính các bạn? Hero, peptide nha. Về liên kết peptide mà đã mình cũng có nói rồi, nó hình thành giữa nhóm COH và nhóm NH2, mất đi một phân tử nước. Và khi nó cái dạng này nha các bạn, như nó đôi ô nằm ở trên và hydro nằm ở dưới, thì cái dạng này được gọi là dạng trans, nghĩa là hai cái nhóm này nó ngược chiều nhau như thế này. Liên kết đi xung phía là đặc trưng cho cấu trúc bọn ấy. Bậc ba. Nó hình thành giữa hai cysteine ha các bạn, giữa hai cysteine sẽ hình thành cái nối đi xung phía. Vậy là mình có ba liên kết chính là liên kết peptide cho cấu trúc bậc 1, liên kết hydro cho cấu trúc bậc 2 và liên kết disulfide cho cấu trúc bậc 3. Ngoài ra mình có những cái liên kết phụ như là liên kết ion giữa hai axit amin, và một axit amin thì có nhóm axit, một axit amin thì nó có nhóm kiềm, thì nó sẽ có cái lực hút với nhau. Tương tác kỵ nước giữa các gốc R. Cái gốc R này toàn là carbon không, nó kỵ với nước nên nó thích đi chung với nhau, nó hơi kết kết lại với nhau không các bạn, thì cái lực này nó cũng yếu thôi. Còn lực van der Waals, lực van der Waals là lực giữa hai cái nhóm chẳng liên quan gì tới nhau, giống như hai người xa lạ đứng kế bên nhau không các bạn, chẳng liên quan gì tới nhau. Tuy nhiên khi đứng kế bên nhau như vậy cũng có một cái liên kết yếu. Nó cũng phải biết là cái bên mình đang có ai đó đúng không? Khi hai cái nhóm không liên quan gì tới nhau đứng một khoảng cách ngắn, nó sẽ có một cái lực liên kết yếu ở đây nha, gọi là lực van der Waals. Mình có ở đây đầu tiên ở trên đó là một máy các bạn, chuỗi thôi là một máy, trên lùn thôi là một máy. Đây là hồi này là ôn lại nha. Trên cùng là chúng ta có cấu trúc bậc mấy? Bậc 1, đúng rồi. Dưới đây là cấu trúc bậc mấy? Bậc 2. Cái này là cái gì? Lá gấp beta. Lá gấp beta. Còn đây là xoắn alpha. Đố các bạn cấu trúc bậc ba này là mấy chuỗi đây? Mình thấy nó có hai kiểu đúng không? Nhưng mà nó là mấy chuỗi đây? Một chuỗi nha. Nó là một chuỗi thôi nhưng mà có chỗ nó xoắn, có chỗ nó gấp ha các bạn. Cái này là một chuỗi thôi, mình đừng nhầm nha. Một chuỗi đó.
Rồi phía dưới là máng chuỗi. Cấu trúc bậc 4 là gồm máng chuỗi đây. 1, 2, 3. 3 chuỗi. Và mỗi chuỗi này tên của nó là gì? Tên tiếng Việt của nó là gì? Bán đơn vị. Nha các bạn, mỗi cái chuỗi đó đó được gọi là bán đơn vị. Và với cái hình này nó đang gồm 3 chuỗi. Và cấu thành lên cái chuỗi này là gì các bạn? Cấu thành lên cái chuỗi này là gì? Axit amin. Bản chất vẫn chỉ là axit amin thôi. Bản chất nó chỉ là axit amin thôi. Nó là một cái chuỗi. Chuỗi đó có thể gấp, có thể uống gì đó ha, thành một cái cục như thế này và ráp lại với nhau tạo thành dạng hoàn chỉnh là cấu trúc bậc 4. Nhắc đến protein, các bạn hãy nghĩ đến một cái khối như quả banh. Các bạn tưởng tượng nhắc đến protein, nó là thường là nó ở dạng khối các bạn. Các bạn tưởng tượng một cái khối ha, ví dụ như quả banh chẳng hạn, gồm nhiều axit amin. Thì khi mà cho cái quả banh nó vào trong nước đó, thì những axit amin kỵ nước nó sẽ đi vào trong, còn axit amin mua nước nó sẽ đi ra ngoài để giao tiếp với nước, tại nó mua nước mà. Những axit amin mua nước sẽ đi ra ngoài và nó sẽ chiếm trên cái bề mặt của protein, hay là nó có ở những trung tâm hoạt động của enzyme. Thì về trung tâm hoạt động thì sau cô sẽ nói rõ hơn. Tóm lại là những axit amin kỵ nước sẽ đi vào trong, còn những axit amin mua nước sẽ đi ra bên ngoài, đi ra bên ngoài làm thành cái mặt ngoài. Và như vậy mình sẽ có những cái hạt protein phân tán ra trong nước. Phân loại mình có thể dựa trên hạt còn hóa học. Nếu như nó chỉ có axit amin thì nó được gọi là protein gì? Đơn giản là protein thuần ha. Ngoài axit amin nó thêm những thành phần khác thì được gọi là protein phức tạp hay là protein tạp. Thông thường người ta sẽ chia theo cái cách đó là các bạn, protein thuần và protein tạp. Theo nguồn gốc thì có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Theo chức năng thì protein có nhiều chức năng ha, nó cấu tạo trong cơ thể nè, nó tham gia xúc tác như là enzyme, hoặc môn, rồi đó cũng là dinh dưỡng, rồi chức năng miễn dịch ha. Theo cấu trúc thì có dạng cầu và dạng sợi. Thì ở đây mình sẽ tập trung về mình phân loại theo hóa học là những cái loại protein thuần, bao gồm albumin và globulin là có nhiều trong máu, trong huyết thanh. Albumin và globulin có nhiều trong huyết thanh. Thì albumin ngoài trong huyết thanh thì nó cũng có nhiều ở trong lòng trắng trứng luôn. Globulin vai trò của nó là giúp miễn dịch. Miễn dịch. Miễn dịch nghĩa là sao ha? Tế bào nào sẽ tham gia vào quá trình miễn dịch? Lympho T. Nói chung là bạch cầu đúng không?
và bạch cầu. Thì ví dụ như một cái con virus lạ nó mới xuất hiện lần đầu thì bạch cầu chưa biết đó là kẻ thù nha các bạn, nó sẽ đi ngang qua đời nhau thôi, nó chưa biết. Cái lưu ly miễn dịch nó mới gắn vào con virus đó phát ra cái tín hiệu đây là kẻ thù ha, và bạch cầu sẽ đi đến để tiêu diệt. Và lưu ly miễn dịch nó cũng tập hợp một số bạch cầu, cũng nhớ bạch cầu có trí tuệ ha, để nó dạy cho những cái bạch cầu đó là đâu là kẻ thù, để lần sau có gặp thì nó sẽ mới không nhắc nhở các bạn. Đó chính là vai trò của lưu ly xử lý bệnh. Sao bạn? Thì cái đó là cô kể nông na thôi, còn chắc chắn nó sẽ có những cái nhóm tên đặc thù cho nó ha các bạn, những cái đặc thù cho các nhóm bạch cầu. Ở đây protamin và histone, protamin và histone thì nó cấu tạo nên trứng và tinh trùng. Cái đó là cái gì các bạn? Tinh trùng. Thì ở đây là những cái nhiễm sắc thể ha, nhiễm sắc thể, và bao quanh nó chính là protamin và histone giúp bảo vệ nó ha. Rồi ta đi thấy xong có nhiều trong trứng và tinh trùng. Keratin có đâu? Tóc. Tóc. Da có đâu ha? Móng. Có nhiều trong lông, tóc, móng và sừng. Chúng ta cái tóc chúng ta đã được cứng rồi các bạn. Collagen, vì sao mình cần bổ sung collagen? Sống rất nhanh. Bởi vì collagen tham gia vào mô liên kết, giúp cho da bị nhăn nheo ha. Mô liên kết ở trong các mô, ở da, ở tóc, ở xương, ở khớp, nó giúp cho các cái cơ quan này được chắc khỏe. Và vì vậy nên chúng ta cần bổ sung collagen để cơ thể hoạt động được hiệu quả. Prolamin và lutein là ở trong hạt. Hai cái này là nó có nhiều trong các cái hạt ha. Thì đối với protein thuần thì nó sẽ chỉ gồm acetamin thôi. Còn protein phức tạp thì mình đọc cái tên mình đoán được là ngoài thành phần protein nó sẽ có thêm thành phần gì. Ví dụ như nucleoprotein, ngoài protein nó sẽ có cái gì các bạn? Acid nucleic. Acid nucleic. Glucoprotein thì ngoài protein nó sẽ có glucosid. Romoprotein thì ngoài protein nó có romo, nghĩa là chất màu ha các bạn. Romo là chất màu. Ví dụ như hemoglobin, ví dụ hemoglobin xíu nữa mình sẽ học chuyển về hemoglobin. Lipoprotein, ngoài protein nó có lipid, ngoài protein nó có lipid. Vai trò của lipoprotein là gì? Lipid có tan trong máu không các bạn? Lipid có tan trong nước không? Không. Không. Và nó cũng không tan trong máu. Vậy nên để vận chuyển mình phải gói nó lại dưới dạng là lipoprotein. Lipoprotein chính là dạng đóng gói và vận chuyển lipid nha các bạn. Nó đóng gói và vận chuyển lipid. Phosphoprotein thì ngoài protein nó có gì? Acid phosphoric. Ví dụ như canxi có nhiều ở đâu? Sữa. Sữa của Nga. Sữa có nhiều canxi. Sữa đây là sữa bò, nhưng mà sữa đậu nành đó nha. Nghĩa là có một số cái quan điểm người ta nói là không nên gọi là sữa đậu nành,
nên gọi đúng là dịch ép đậu nành. Tại vì nó là thực vật, nó phải là từ động vật ha. Công nhận. Nhưng mà vì sao gọi là sữa? Bởi vì nó đục như là sữa ha. Thì trong sữa bò nó có protein nha, cái sữa đậu nành không có nha. Metaprotein thì ngoài protein nó có gì? Methyl là kim loại. Ferritin là cái dạng dự trữ sắt. Là một cái protein giúp dự trữ sắt. Vậy là mình đã tìm hiểu các protein đơn giản và các cái protein phức tạp. Với protein phức tạp thì các bạn nhìn, các bạn sẽ tách tên của nó ra để mình biết ngoài protein nó còn thêm cái thành phần nào khác. Về chức năng của protein thì nó khá là nhiều chức năng, nhưng mà mình sẽ lưu ý một số chức năng chính, bao gồm cấu trúc mà các bạn cấu tạo tạo nên cơ thể chúng ta đa phần là protein, vai trò xúc tác của enzyme, vận chuyển đây là vận chuyển oxy như là hemoglobin, rồi vận động hoặc là chống đỡ cơ học như là collagen, dinh dưỡng và dự trữ là có tác dụng bảo vệ như globulin miễn dịch, hoặc là điều hòa hoạt động của cơ thể như là hormone môn. Tóm lại nó có nhiều chức năng, nhưng chức năng chính của nó chính là cấu trúc và xúc tác. Còn mình nhớ hết được thì càng tốt. Cái dịch thể tham gia vào theo các bạn protein, cái thứ nó là protein đó. Interferon. Nếu so sánh với các ion thì cái thứ nó lớn không? Có. Lớn hay không phải tùy theo so sánh với cái gì đúng không? Nếu so sánh với nước và ion thì kích thước của nó tương đối lớn. Và trong nước nó sẽ tồn tại ở dạng dung dịch keo, là một cái dung dịch nó đục đục không các bạn, là dung dịch keo. Dung dịch đó sẽ phớt tán trong nước chậm và nó có một cái màng gọi là màng bán thấm. Kích thước lỗ trên đó rất là nhỏ, nó chỉ cho nước và các ion đi qua thôi. Thì cái đó gọi là màng bán thấm, một cái màng mà chỉ cho nước và các ion đi qua thôi. Còn protein thì không có đi qua được. Thì người ta ứng dụng vào việc là chạy thận nhân tạo. Chạy thận nhân tạo để làm gì các bạn? Thận để làm gì? Lọc. Để lọc máu. Khi đi ngang qua thận, nước và cái chất cặn bã nó sẽ bị lọc để nó tống ra ngoài. Tuy nhiên, khi mà suy thận, thận hoạt động không hiệu quả nữa thì mình phải hỗ trợ thêm bằng cách là mình lấy máu ra bên ngoài và cho máu tiếp xúc với bộ dung dịch sạch. Sạch nha, mình chết đó ha. Nếu như có một cái gì sạch thì khi đó những cái chất cặn bã nó sẽ đi qua cái màng bán thấm để nó đi vào cái dung dịch này và nó được loại ra bên ngoài. Chết nữa là do đập vô mồm. Cái họ bác sĩ mà bị vô tù á là vì cái nước này nó không có sạch nè. Mà làm sao biết này nước này nó sạch được ta? Này cũng oan ha, bác sĩ. Mổ ghê lỗ tại định mệnh ha. Giờ cũng biết. Mày nói ai cũng ghê hả? Do máy đúng không? Chứ người ta chỉ chạy định thôi đúng không? Nước này mà nó dơ đúng thiệt luôn mà chết liền luôn á. Tại vì cái dơ nó sẽ đi ruột vào trong máu. Và ở đây muốn nói là protein kích thước lớn á, nó sẽ không có bị qua mạc bán thấm và chúng ta không có bị mất protein. Chúng ta không có bị mất protein. Cái slide này nó hơi phức tạp nhưng mà mình bỏ qua hết đi. Quan trọng nhất là mình nhớ cho cô ha, là do trong máu nó có protein, nó tạo thành một cái axit keo. Axit keo đó bao nhiêu kể
xin kêu là thì nó sẽ giúp đó cho quá trình vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng. Ở tại động mạch thì nó sẽ giúp đẩy nước và các chất dinh dưỡng từ trong máu vào trong mô. Và ở tĩnh mạch thì ngược lại, nó sẽ đẩy nước và các cái chất dơ từ trong mô vào máu để nó đào thải. Tóm lại là nhờ áp suất keo mà máu có thể vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng cung cấp cho mô. Vậy thôi. Về protein thì protein nó sẽ hòa tan trong nước tạo thành một cái dung dịch keo bền nhờ vào cái lớp áo nước và sự tích điện cùng dấu, hai cái tích điện cùng dấu với nhau nó sẽ rời nhau ra vận chuyển nước và cái dung dịch. Thì mình có những yếu tố ảnh hưởng lên độ hòa tan. Đầu tiên là pH. Khi pH mà bằng pH y thì cái này nó cũng y chang như là acid amin, pH bằng pH y thì protein này ở trạng thái lưỡng cực và khi đó nó sẽ hút nhau tụ xuống là độ tan thấp. Còn pH khác với pH y thì độ tan nó cao, nghĩa là nó phân tán nhau ra, nghĩa là nếu mình muốn nó tụ hả các bạn thì mình sẽ cho nó vô cái pH môi trường bằng với pH y của nó thì nó sẽ tụ xuống. Nhiệt độ trước đi ha, nhiệt độ phải đắt lên nhiệt độ đi. Từ 0 đến 40 độ C, cứ nhiệt độ tăng thì độ tan cũng tăng theo. Nhưng mà trên 40 độ C thì nó bắt đầu biến tính. Nó biến tính thì nó tụt xuống. Dung môi như là acetoacetoa monosulfate thì nó sẽ làm cạnh tranh nước và làm cho protein bị tụt. Nồng độ muối ở đây là muối trung tính như là NaCl. Nếu như nồng độ muối thấp, các bạn thấy cái đường này nó đi lên. Nếu như nồng độ muối thấp thì nồng độ muối tăng làm cho độ tan tăng. Solubility độ tan. Đấy là các bạn, ở nồng độ muối thấp thì cứ nồng độ muối tăng thì độ tan nó sẽ tăng bởi vì nó tách từng hạt ra như đèn. Nhưng mà nếu nồng độ của muối cao nó cạnh lên nước làm cho protein bị tụt xuống. Và đây là phương pháp diêm tích, chính là phương pháp cất của protein bằng muối. Nghĩa là mình cứ cho nhiều muối vô thì thấy là protein nó sẽ tụt xuống ha. Và mình có thể lọc để thu được cái protein. Đây là một trong những phương pháp giúp tinh chế protein bởi vì bản thân protein nó không có thay đổi về mặt cấu trúc ha, chỉ có điều là nó bị mất nước nên nó tụt thôi. Vậy là mình có những cái yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan bao gồm pH, nhiệt độ, dung môi và nồng độ muối. Nhưng trong những cái trường hợp viêm nhiễm thì lượng globulin sẽ tăng.
Thì hình này chúng ta nhìn tham khảo thôi, cũng chẳng cần nhớ nha các bạn. À, đại khái mình biết đó chính là viêm nhiễm thì lobuli tăng, vậy là được rồi. Còn cái nào tăng thì kệ đó. Đây ha, phải có một cái gì đó nó tăng, tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh lý. Lobulin giống như cái bạch cầu. Lobulin, bởi vì lobulin vai trò của nó là miễn dịch ha, nên khi có bệnh thì nó sẽ tăng, chỉ thôi. Và để làm sao biết nó là mình bao nhiêu, nghĩa là người ta phải dùng cái phương pháp điện chi và đi tách hai cái loại này ra, à, sau đó thì định lượng nó. À, gửi về đọc kết quả chứng gì? Bệnh viện cho nó kết quả. Ở đây sự biến tính cũng đầu tiên do những cái tác dụng như là nhiệt độ, pH hoặc là axit mạnh, kim loại nặng, thì protein nó sẽ bị mất những cái sóng cấp của này kia, nó bung ra luôn, nó bung tụ ra luôn rồi các bạn. Và khi nó bung ra như vậy thì nó cũng không có tan được, nó sẽ bị tụ và nó mất đi những cái hoạt tính sinh học của nó. Mình có hai dạng biến tính, là biến tính thuận nghịch, là sau khi nó bị kết tủa rồi nó có thể quay ngược trở lại như ban đầu. Ứng dụng cho chiết xuất và tinh chế đầu tiên, thuận nghịch đó chính là sau khi bị tủa, bị biến tủa rồi nó có thể quay ngược trở lại như ban đầu, gọi là biến tính thuận nghịch. Ngược lại, biến tính không thuận nghịch thì sau khi nó biến đổi rồi thì nó biến đổi luôn, nó tủ rồi là nó tủ luôn ha. Người ta ứng dụng trong định tính và định lượng protein. Một ví dụ về biến tính thuận nghịch, chúng ta có một cái protein của sữa, thì sau khi sữa được lấy xong, người ta sẽ tiệt trùng nó bằng cách là đun nóng nó lên. Khi đun nóng như vậy thì protein nó sẽ bị biến tính, nhưng mà khi mà mình làm lạnh thì nó quay trở lại như ban đầu. À, để tiệt trùng sữa mình có thể đun sữa lên ha, những cái protein trong đó có thể bị biến tính, nhưng mà khi mình làm lạnh mình sẽ có lại được nó như ban đầu, gọi là thuận nghịch. Ngược lại, ở đây protein của lòng trắng trứng là các bạn, protein trứng, nếu như nó gặp nhiệt độ cao, như mình chiên cái trứng ha, gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ bị đông bón lại đúng không? Nó sẽ bị tủ lại. Rồi mình đem cái trứng chiên bỏ vô tủ lạnh, nó cũng không thể quay trở lại thành quả trứng như ban đầu, gọi là biến tính không thuận nghịch hả các bạn? Đã là trứng chiên rồi thì không thể thành, không thể quay trở lại như là quả trứng thường. Và với những cái kiến thức về sự biến tính protein thì mình lưu ý là nếu như mình mới chiết xuất hoặc là tinh chế protein thì mình phải để ở cái nhiệt độ thấp, để nhiệt độ thấp bảo quản protein, cụ thể là bảo quản cái enzyme là nhiệt độ khoảng 0-4 độ C, rất là thấp. Và môi trường là môi trường đồng hồ là không có nước. Cái việc mà tủ protein ngoài việc là để định tính và định lượng protein thì người ta còn ứng dụng cho cái việc là mình sẽ loại bỏ được protein để mình đi định tính những cái thành phần khác trong máu nữa. Bây giờ mình sẽ xem một cái list cho các bạn về protein. Về hemoglobin thì nó đơn giản hơn nha, phần này của mình là nó nhiều ở chỗ protein thôi. Và bây giờ mình sẽ xem một cái list không có trong slide nha. Chị anh nhận đó mà em không có về. Cái này là cái thứ hai.
trăm ha. À, đây những cái gì đây? Gì đây? Tên gì đây? Acetamin. Acetamin bao gồm các nguyên tố như carbon, oxy, nitơ, hydro. Đây là nhóm gì các bạn? Cho bà tự. Đây là nhóm. Amin, đây là nhóm carbon. Hai nhóm này gắn kết với nhau tại đây là đâu? Carbon alpha. Đầu nguyên cái khối này chính là chủ bên R. Nguyên một cái khối này luôn nha các bạn, là cái chủ bên R. Giờ mình sẽ tìm hiểu về những cái acid amin như thế nào. Hay chị, nhưng mà mình không phân cực hay không phân cực. Rất là hay mà. Rồi chúng ta nhìn lại cái này nha. Khi nó gặp những cái này là nước thì các bạn, nó là sao? Đẩy. Đẩy. Chơi ha. Đó là những acid amin không phân cực ha. Còn đây là những acid amin phân cực thì nó sẽ tiếp xúc được với nước. Và trong đó đây là những cái là nó tích điện dương và tích điện âm thì nó có thể hút nhau luôn. Acid là gì? Thân dịch hay là sao dịch kia hồi khá? Cấu trúc tuần hoàn. Đây chính là cái mã DNA và từ đó tổng hợp lên được loại đi cái gì ta? Tế bếp tiết loại đi một phân tử nước bắn ra đó. Và đây là cấu trúc vật hồn với bộ khung là nó tạo ra bộ khung của protein. Cấu trúc vật hai ở tay trái là cái gì? Chẳng hợp là chỉ treo bóng nè. Bằng liên kết gì? Liên kết hydro. Nó gấp lại bằng liên kết gì? Liên kết hydro. Và nguyên cái chỗ này nó co cụm lại với nhau sẽ tạo thành cấu trúc vật ba. Trong đó những acid amin kỵ nước sẽ đi vào trong cái lõi, còn những acid amin ưa nước sẽ đi ra ngoài. Còn cái này là trường hợp ngoại lệ ha. Phân tình bỏ qua tin này ha, đi trường hợp ngoại lệ. Đây là hemoglobin. Chị bị thiếu đấy. Nước sạc thiếu hemoglobin. Nguyên cái cụm đó là globin đó các bạn, cụm màu đỏ là globin. Rồi cái hem đó là cái mới nhét vào ha. Hem. Thì khi mà nó có bốn cái cụm này kết hợp với nhau, nó sẽ tạo thành cấu trúc vật bốn. Oxy sẽ vào gắn với sắt ở trên cái nhân hem. Cách biểu diễn protein thì nó có 3 cách để nó trình bày protein ha. Mình bỏ qua cái này nha, cái thứ cùng bỏ qua. Rồi, về chức năng ha các bạn. Đầu tiên về chức năng miễn dịch. Kháng thể ha, nó sẽ gắn vào trên con virus và nó phát ra tín hiệu. Giao tiếp, communication. Giao tiếp đây chính là insulin. Nó giao tiếp với cái gì? Glucose. Glucose trong máu hả các bạn? À, nó trôi lên bền như vậy á. Mà muốn nó vào tế bào thì phải có insulin bắt nó ném vô cái cổng để nó vào. Còn đây là gì đây? Đang cắt cái gì đây? Amylase. Đang cắt gì? Tinh bột. Cái hình này nhìn vui lắm nè. Đây là amylase, nó đang cắt tinh bột. Cơ thể mình nó hoạt động là cả mặt ha. Nó không mình. Vận chuyển
canxi là cái màu xanh lá các bạn à, và các bạn thấy nó đớp đớp cái gì đó chính là ATP. Các bạn thấy nó đớp vô không? Đó chính là nó đang sử dụng năng lượng ATP để nó có thể vận chuyển canxi vào bên trong những tế bào, dự trữ như là ferritin là để dự trữ sắt. Giờ chị vẫn thiếu rồi sao vậy ta? Thì ở đây với mỗi cái phần mà dạng đó, các bạn nhớ một số cái thôi à, và quan trọng nhất mình thấy được cái bức tranh toàn cảnh về các cái hợp chất trong cơ thể nha các bạn. Mình đừng cố gắng nhớ quá nhiều những cái chi tiết ha, mình hãy nhìn những cái tổng thể ha à, và đây là nó nói về sợi collagen ha. Sợi collagen để tạo nên mô liên kết. Và bây giờ một cái dạng của protein chính là hemoglobin. Nhắc đến hemoglobin các bạn nghĩ đến cái gì? Màu. Có màu. Gì nữa? Máu, màu máu hả? Nhắc đến hemoglobin chúng ta thường nghĩ đến máu. Máu có màu gì? Đỏ, đỏ. Tại sao máu có màu đỏ? Oxy. Oxy. Do nó có cái gì nhiều? Oxy. Hồng cầu. Hemoglobin. Thử tắt cái hồng cầu ra coi. Máu có màu đỏ vì nó có nhiều hồng cầu. Hồng cầu màu gì? Không, tên nó đã nói lên tất cả, nó có màu hồng, nó có màu đỏ đúng không? Hồng cầu chính là những tế bào có màu đỏ. Hemoglobin là màu. Vì sao hồng cầu có màu đỏ? Bởi vì nó có hemoglobin. Vì sao hemoglobin có màu đỏ? Bởi vì nó có hem. Hem là cái này nè, xíu đây nè. Bởi vì nó có hem. Và vì sao hem nó có màu đỏ? Bởi vì nó có sắt. Sắt. Bởi vì nó có sắt. Sắt giúp liên kết với oxy. Nhìn cái vị trí của sắt ở trong đây là thấy nó rất bé mỏng hả các bạn? Nó rất bé mỏng so với cái mớ từ lưng xung quanh. Nhưng nó lại giúp cho hemoglobin có khả năng vận chuyển oxy. Trong bài này chủ yếu mình tìm hiểu hai thành phần của hemoglobin gồm có hem và globin. Gồm hem và globin. Hem là cái này. Hem là cái màu này nè. Còn globin chính là cái chuỗi protein bự này nè. Chuỗi protein. Tỷ lệ sắt trong hemoglobin
nhỏ bị bất thường lắm. Cái bên thì khối lượng viên bự đã tha nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó đóng vai trò rất quan trọng, không thể thiếu được. Hemoglobin gồm hem và lobin. Cái slide này ha, nó sẽ giúp mình hiểu cái mớ phía sau nha các bạn. Hemoglobin sẽ gồm hem và globin. Trong hem sẽ gồm nhân porphyrin và sắt hóa trị 2. Sắt hóa trị 2, 2 cộng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về hem. Một xíu nữa mình tìm hiểu về lobin. Khi tìm hiểu về hem, mình sẽ tìm hiểu cái nhân porphyrin trước, rồi mình mới gắn cái sắt vào. Đó là cái con đường mình đi. Vậy về nhân porphyrin, nó là một cái vòng khá là bự, được khởi nguồn từ cái vòng Vigo. Vigo là một cái vòng năm cạnh có chứa nitơ. Chúng ta đã thấy ha, Vigo tên chính là Vigo. Bốn cái vòng Vigo nối với nhau qua vòng nối methylene sẽ tạo thành cái chất tên gì các bạn? Vigo bốn cái nối với nhau sẽ tạo thành cái chất tên gì? Morphine. Morphine. Morphine thôi. Cái gì cô muốn mình đọc lên nghĩa là cô muốn mình nhớ nha các bạn. Morphine. Đấy chính là morphine. Morphine này được gắn thêm nhiều thứ tạo thành porphyrin. Porphyrin này nó được gắn thêm nhiều thứ ha, gắn thêm nhiều nhóm thế được gọi là porphyrin. Porphyrin, cô biết những cái tên này nó rất là xa lạ với mình luôn ha. À, đơn giản hóa ha, không cần nhớ luôn thông nha. Nhớ bốn cái vòng pyrrole sẽ tạo thành cái porphyrin, và porphyrin được gắn thêm các nhóm được gọi là porphyrin. Và tùy theo nhóm là nhóm gì mà mình có nhiều loại porphyrin. Trong đó cái loại mà để cấu tạo nên hem đó chính là protoporphyrin. Thành phần thì cũng không cần nhớ luôn, như tên là được ha. Cấu tạo nên hem chính là protoporphyrin, đó là cái tên của nó. Và cái protoporphyrin các bạn thấy ở đây, ở chính giữa đó, chính giữa nó có nhiều cái chữ gì? Chính giữa này các bạn thấy có nhiều chữ cái gì? Nitơ, đúng rồi. Chính giữa này nó có nhiều nitơ. Nên khi sắt nhảy vô ở giữa thì sắt bắt buộc phải liên kết với cái gì? Nitơ. Sắt sẽ liên kết với nitơ. Sắt hóa trị mấy? 2. Khi sắt nó nhảy vô ở giữa, nó sẽ liên kết với 4 cái nitơ xung quanh nó luôn. Thì có 2 cái nitơ là nó sẽ là liên kết cộng hóa trị, nghĩa là nó mới đơn á, mệt lắm ha. Và 2 liên kết là liên kết phối trí. Liên kết phối trí là liên kết cho nhận á. Nói chung sắt nhảy vô ở giữa đầu tiên nó tạo thành 4 liên kết với 4 cái nitơ. Sau đó thì nó có hai cái liên kết vuông góc với cái mặt tổng phân tử. À, hai cái liên kết. Thì hai liên kết này là để gắn cái chuỗi polypeptide của globin và để gắn với oxy với CO. CO như các bạn phải CO2 nha. CO. CO2 nó có gắn với sắt nha. Chỗ đó chỉ để liên kết với oxy và CO. Vậy sắt tóm lại có mấy liên kết? Sắt nó tổng cộng có mấy liên kết các bạn? 4 liên kết. 4 liên kết hả? 2 liên kết. 4 liên kết là 6. 4 liên kết là 6. 6 liên kết xung quanh sắt. Trong đó 4 liên kết là với nitơ và 2 liên kết là với lobin hoặc là với oxy CO. Thì ở đây có một cái phản ứng để mình phát hiện ra cái mẫu đó là một máu hay không. À, mình có một cái dung dịch màu đỏ, không biết đây là máu hay là màu ha. Thì mình sẽ oxy hóa nó để cho sắt 2 thành sắt 3. Cái đó được gọi là hematin. Thì hematin nó sẽ kết tinh thành tinh thể hemin, hình hình thành.
màu nâu. Mai mốt mình sẽ làm thí nghiệm về nha các bạn. Và cái tinh thể này nè, bởi vì các loài động vật có cái phần hem của nó giống nhau nên cái này á chỉ biết đây phải là máu hay không thôi, chứ không biết đây là máu bò hay máu người vậy các bạn. Ở tất cả loài động vật thành phần hem giống nhau. Mà mình lấy máu heo truyền cho người được không? Không. Bởi vì cái thành phần globin của nó khác nhau. Một số các nghiên cứu người ta sử dụng đột biến nên động vật để con động vật nó có khả năng tạo ra được những cái protein giống như người. Hoặc là từng có nghiên cứu là chuyện máu buồn thôi thay đổi người. Thì cái ông mà ghép tạng nhà ba chết rồi đó, ghép được chết. Bởi vì nó có cái phần globin nó khác nhau. Ở đây nói về globin. Globin là gì? Globin là polypeptide, nó là protein nha các bạn. Globin chính là protein. Protein. Tức là cái chuỗi này nó ra bậc 1, rồi nó là bậc 2, rồi nó thành bậc 3. Khi nó là bậc 3 thì hen được gắn vào trong và bốn cái cục này tạo thành bậc 4. Thì mình sẽ có hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta như trên, hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta kết chéo nhau, hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta. Ở đây mình có hem kết hợp với globin sẽ tạo thành gì các bạn? Tạo thành hemoglobin. Thành một khoáng đơn vị. Hem kết hợp với globin tạo thành một cái bán đơn vị nha. Rồi bốn cái bán đơn vị này nó mới tạo thành được là hemoglobin. Hem kết hợp với globin tạo thành một cái bán đơn vị và bốn cái bán đơn vị này mới tạo nên được hemoglobin. Và mỗi hem là có một cái sắt nha, mỗi hem là có một cái sắt mà mỗi sắt thì liên kết được với một oxy. Như vậy suy ra một phân tử hemoglobin có thể liên kết được tối đa bao nhiêu oxy các bạn? Bốn oxy. Nó có thể liên kết được tối đa bốn oxy. Nói về globin, nó là những cái chuỗi polypeptide. Thì chuỗi alpha và chuỗi beta nó sẽ khác nhau về số lượng axit amin và thành phần trong đó. Về cấu trúc bậc 2 thì mình hiểu đơn ra là 80% axit amin nó sẽ tham gia vào cấu trúc bậc 2, chính là dạng phóng nha các bạn, có alpha. Và mỗi axit amin nó sẽ có một cái ký hiệu kèm theo cho thấy là nó đang đứng ở vị trí nào trên cái chuỗi polypeptide. Còn ở đây là cái cô đã nói với mình ha, hem kết hợp với một chuỗi globin tạo thành bán đơn vị và bốn bán đơn vị sẽ tạo thành hemoglobin. Khi mà mình nhắc đến một axit amin thì mình sẽ đèn theo cái này là cái vị trí của nó nha các bạn. Hồi sáng có một bạn cũng hỏi một câu rất hay ha, nghĩa là bạn thấy là axit amin thường kèm một cái mã hoặc một cái số kế bên, thì bạn hỏi cái số đó là gì, thì cái đó chính là cái vị trí của nó trên cái chuỗi protein. Thì khác nhau giữa các hemoglobin là do sự khác nhau về cái thành phần của globin. Máu người khác với máu heo là ở cái phần globin thôi.
Vậy lutein và hen tương tác với nhau như thế nào? Nó sẽ tương tác thông qua sắt. Sắt thì đã gắn gắn với bốn phi tơ rồi đúng không? Hai liên kết này nó sẽ gắn với histidine E7 và F8. Ở đây histidine E7 là histidine xa và histidine F8 là histidine gần. Bây giờ khi nó còn cắt đi một liên kết để nó nối với oxy thì theo các bạn nó sẽ cắt liên kết gì? Trong hai cái này mình cắt hết cả hai nha. Cắt một cái thôi, cắt một cái. Các bạn nó sẽ cắt cái nào? Sao mà cắt lòng nha, chắc chắn nó sẽ ưu tiên cắt với histidine, tức là histidine 7 để nó có thể nối với lại oxy. Khi nó nối với oxy đó chính là sự gắn thôi, chứ nó không phải là nó đang bị oxy hóa nữa. Các bạn phải đặt là gắn với lại oxy luôn, gắn với oxy để vận chuyển oxy đi. Oxy cái này để mình nhìn về cái cấu tạo ha, nó là dạng giống như là hình cầu ha, chùa banh gì đó, trong đó sắt chiếm tỷ lệ rất là nhỏ. Vậy thôi ha, cái con số thì khỏi nhớ luôn. Đối với cô con số thì nó không cần nhớ lắm đâu nha. Mình chỉ cần biết đại khái nó thích thì nhiều, to thì nhỏ là được ha. Thì hemoglobin bình thường mọi người thì là người trưởng thành thì cái nào chiếm tỷ lệ cao? Hemoglobin dạng nào? A bao gồm alpha 2 và beta 2 nha các bạn. Alpha 2, beta 2 là 2 chữ alpha và 2 chữ beta. Còn cái hemoglobin F fetal là nó chủ yếu ở giai đoạn bào thai. Còn kia chiếm đỉnh nè. Chủ yếu ở người là hemoglobin A. A là cái chữ ở đất. Người lớn ha. Một số cái đột biến gọi là bệnh về máu đó các bạn, nó chỉ có thay đổi chút xíu thôi ha. Trên cái gen đó, cái hình này ta chỉ quay ra cái việc là à có một cái sự biến đổi gì đó ở gen dẫn tới sự biến đổi về axit amin, nó biến đổi chút xíu thôi vì nó gây hậu quả rất nghiêm trọng ha. Cái này gọi là sang miệng ly ha, rồi đi tới đâu thì không biết ha. Ở đây cái vị trí chuỗi beta thì các bạn tưởng tượng cái chuỗi beta ngay chỗ vị trí số 6, thay vì nó là glutamate thì bây giờ nó bị thành valine, nó sẽ tạo nên cái hồng cầu hình liềm rất dễ vỡ, làm cho bị thiếu máu tán huyết mạng tính. Những cái người như thế này là coi như chỉ có cách truyền máu suốt đời thôi. Nhưng mà cũng chỉ có thể sống đến khoảng 12 tuổi. Rất bệnh như vậy là đau, rất nguy hiểm các bạn. Những cái bệnh gì mà nghe di truyền là thấy mệt rồi. Bệnh di truyền rất là khó chữa này. Hy vọng đời con cháu của chúng ta có thể tìm ra cách để chữa bệnh đó. Người ta đang sửa chữa gen đó. Sửa chữa gen là thứ nhất là để sửa chữa các bệnh di truyền. Và thứ hai là ví dụ mình muốn không có gian tâm đó, nên mình cấy xem cái đoạn nó vô ha. Ai có thông minh hết thì có chỗ sửa chữa luôn hả? Người ta đang nghiên cứu cái đó. Có chỗ sửa chữa là luôn. Hoặc là cao hoặc là đẹp trai gì đó. Có gian gian quyết định hết các bạn. Còn thay vì là ta mát là hai bằng IC đó thì đó là hồng cầu hình bia. Hemoglobin C hay các bạn hồng cầu hình bia thì nó gây thiếu máu tán huyết nhưng mà nó nhẹ hơn. Mình có hai cái dạng phổ biến ở hồng cầu. Phổ biến là có hemoglobin S là hồng cầu hình liềm và hemoglobin C là hồng cầu hình bia. Giờ mình sẽ đi về. Hồi nãy là giờ mình đã tìm hiểu về hen và mình tìm hiểu về globin. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu luôn về hemoglobin với vai trò chính của hemoglobin là vận chuyển oxy.
thì ở đây nó sẽ cắt đứt liên kết với histidine xa này các bạn. Đây là đang nối với lại đây là histidine gần đây, còn đây là histidine xa, nó cắt đứt liên kết với histidine xa để nó nối với oxy. Theo các bạn cái nối này, nối như đây nè, nó có dễ tắt đâu? Cái nối với oxy, cái nối này nó có dễ tắt không các bạn? Dễ. Cái này nó phải cái đường thẳng mình làm gì, phải đường chấm chấm đúng không? Theo vi các bạn tưởng tượng nó giống như shipper giao hàng nha các bạn, nó đang giao oxy thì để các bạn cái liên kết này nó có chắc không? Ôm hàng luôn hả? Chắc không? Chắc không chắc lắm đâu nha, nó gắn dễ dàng và nó cũng trả rất dễ dàng. Chứ gắn vô giữ luôn thôi làm gì hả? Các bạn, sự liên kết giữa hemoglobin nó là một cái chất vận chuyển nha. Vận chuyển oxy thì nó gắn với oxy dễ dàng và nó cũng dễ dàng tách oxy đi. Để cung cấp oxy cho cái gì các bạn? Có oxy cho cái gì? Cơ thể. Cho các cái mô. Thì hemoglobin có màu đỏ thẫm kết hợp với oxy sẽ thành ra màu đỏ tươi. Và một hemoglobin có thể gắn tối đa 4 tử oxy. Chị nó làm gì mình chứ không ngủ được à? Trời ơi, nó không có mất ngủ sao không nổi trời. Sao nó không ngủ? Nó để ngủ đi, anh Thành. Nó nào cũng được. Nó làm cái đầu. Đây là cái sơ đồ biểu diễn cái mối quan hệ giữa con áp oxy và nếu mà thử lấy mấy viên cho em có bán thử xem chị có ngủ được không nhá. Cũng không được. Thì cái đường này nó có dạng sigma nha các bạn, có dạng sigma. Đây mình sẽ chú ý một chút ở đây nha. Không, chị đi đồng hoa hết ạ. Không, đây là dạng sigma. Cái chỗ này, em, cái chỗ này nó hơi khó hiểu nè các bạn. Cái chỗ này nè, con áp oxy các bạn thấy cao hết hết khoảng 80 trở lên, quá oxy cao hay thấp? Cao là ở phổi ha, đang ở phổi phân áp oxy cao. Thì cái đường này nó như thế nào các bạn? Nó có dốc không? Không, nó hơi tà ha. Nghĩa là sao? Nghĩa là tại phân áp oxy cao, nếu như phân áp oxy có bị giảm, giảm tới 15 tuổi này các bạn, có bị giảm đi thì cái mức độ bão hòa oxy của hemoglobin cũng không thay đổi nhiều. Cái này chính là SpO2 này các bạn, mà chúng ta thường đo đó. Đây, độ bão hòa oxy của hemoglobin SpO2 chúng ta thường đo, và nếu như nó xuống dưới bao nhiêu là chúng ta vô viện. Xuống dưới khoảng 80 nha. Cái SpO2 chúng ta phải đo các bạn là cái này nè. Đúng rồi, đó là nồng độ oxy đó. À, nó này. Tại vì nếu như cái mức độ bão hòa oxy của hệ thống giảm quá, giảm nhiều quá là sẽ đang bị dưới tám. Mình thiếu oxy thì mình phải vô bệnh viện để mình được thở oxy. Mà định đó số mình còn may mắn. Nào là đó là cái quá là thở oxy rồi như thế. Thì ở đây quay lại cái này. À, nếu như phân áp oxy cao thì thí dụ giống như chúng ta đang ở đây nhiều oxy hay là chúng ta vào thang máy ít oxy, chúng ta lên nút cao ít oxy, tuy nhiên cơ thể vẫn thích nghi được cái phân áp này nè, cái độ bão hòa này nó không thay đổi nhiều ha, cái độ bão hòa này nó vẫn đủ để chúng ta sử dụng mà các bạn. Còn ở nơi như là mô có phân áp oxy thấp, 20 đến 27 phân áp oxy thấp thì các bạn thấy là cái đường này nó rất là dốc như này, nghĩa là nếu như phân áp oxy của mô nó bị giảm từ 27 đến 20, nghĩa là nó đang rất cần oxy, thì cái này hemoglobin sẽ dễ dàng giải phóng oxy cung cấp cho mô. Tóm lại cái này nó đi đến một cái kết luận, đó chính là hemoglobin nó sẽ dễ dàng gắn với lại oxy ở phổi và nó sẽ dễ dàng trao oxy ở tại mô.
và hemoglobin nó gắn được với bốn cái oxy, nhưng mà không phải gắn cái nào cũng như nhau, mà gắn cái đầu tiên là khó nhất là các bạn. Ở đây khi mà nó chưa gắn oxy, nó ở dạng deoxy hemoglobin là không có oxy, ký hiệu bằng chữ T. Do nó có quá nhiều cái đàn buộc là chuẩn bị vài năm đó. Với gì thì có hydro rồi thì có dao cũng được đơn hết. Tự tự làm ra đúng. Này giống dạng mà chưa có người yêu hơn các bạn quá nhiều đàn buộc luôn ha. Có quá nhiều đàn buộc mà có nha. Có người yêu mới đàn buộc. Việc gắn oxy vào heo thứ nhất sẽ làm dễ dàng để gắn được với cái oxy còn lại. Các bạn, khi mà nó được gắn được với một oxy là sẽ dễ dàng gắn được với cái oxy còn lại. Và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái sự gắn kết giữa hemoglobin và oxy thì chắc chắn yếu tố ảnh hưởng nhất chính là phân áp của oxy. Tại hậu phổi phân áp oxy cao hay thấp các bạn? Cao thì nó sẽ dễ dàng gắn với oxy. Còn ở tại mô phân áp oxy cao hay thấp? Thấp thì nó sẽ dễ dàng phân ly oxy. Ngoài phân áp oxy, nó còn có thêm nhiều thứ khác để chúng ta tham khảo ha. Chứ nghe này xong rồi muốn nổ hỏi nhà khoa luôn á. Tại vì nó liên quan đến nhiều cái thứ ở trong đây lắm hả các bạn. Tham khảo thôi nha. Bạn nào muốn học chương trình hóa sinh nâng cao á thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái này. Vận chuyển trực tiếp là sao? Nó sẽ vận chuyển nguyên bản CO2 đi luôn bằng cách nó gắn CO2 vào đâu? Vào lumen. Và nếu như mình không nhớ được những cái đầu riêng khác thì đại khái là CO2 sẽ được gắn vào cái lumen và nó được vận chuyển nguyên cái dạng đó về phổi luôn. Nhưng đa phần nó sẽ được vận chuyển gián tiếp bằng cách chính là CO2 kết hợp với nước tạo thành H2CO3 và nó phân ly thành H cộng với HCO3 trừ. Thì khi đó hồng cầu sẽ vận chuyển H cộng bằng cách là gắn H cộng vào trong chuỗi beta, gắn H cộng vào trong cái chuỗi beta và vận chuyển H cộng về phổi. Và tại phổi thì H cộng sẽ kết hợp với HCO3 trừ có tại phổi để tạo nên CO2.
hả? Tóm lại với oxy thì rất là dễ hiểu. Oxy nó chỉ gắn với lại sắt thôi nha các bạn. Oxy nó sẽ chỉ gắn với sắt thôi. Còn CO2 nó có tới 3 con đường nữa. Con đường thứ nhất là 7% nó sẽ hòa tan vào trong máu. 23% là nó sẽ được vận chuyển trực tiếp bằng cách là nó nối CO2 với globin. Và đến 70% là nó cầu kỳ lắm, nó sẽ tạo thành hắc cộng, rồi nó mới vận chuyển hắc cộng đó đi đến phổi. Rồi từ hắc cộng đó phổi nó mới tạo CO2. Khi mà gặp những cái
cái chất oxy hóa mạnh thì hemoglobin có thể tạo thành cái dạng gọi là methemoglobin. Methemoglobin là khi mà sắp 2 á, nó là sắp 3, nó sẽ không có khả năng gắn oxy, thì cái đó được gọi là methemoglobin. Nguyên nhân có thể là do ngộ độc chất oxy hóa mạnh, thì mình sẽ điều trị bằng các dùng chất chống oxy hóa, chính là vitamin C. Còn nếu như mà methemoglobin mà do di truyền á, thì cái đó chỉ có nước truyền máu chứ không có chỉ có đồ uống. Trường hợp mà methemoglobin do bị ngộ độc chất oxy hóa mạnh thì mình dùng thuốc chống oxy hóa là vitamin C. Còn nếu như mà bệnh di truyền dẫn đến methemoglobin thì cái đó bỏ tay rồi nha. Cái đó không có điều trị đâu, bỏ thuốc. Và hemoglobin nó còn đóng vai trò như là một enzyme để bảo vệ tế bào hồng cầu. Ở đây H2O2 là gì các bạn? Oxy già. Oxy già. À vì sao trong cơ thể của mình lại có oxy già? Trong cơ thể mình nó có nhiều nước và nó có nhiều oxy, nhiều oxy. Và nó sẽ hình thành những chất oxy hóa mạnh là H2O2. H2O2. Và H2O2 này nó sẽ gây phá hủy màng tế bào. Nên cái hemoglobin này nó đóng vai trò như một cái enzyme là peroxidase hoặc là catalase để nó phân hủy cái H2O2 trở thành là dạng hiền hòa là nước và oxy. Thì cái này cho bảo vệ cái là đường đó, là men đường mang đi tuần giúp bảo vệ cái ta đi xe nè, lên men đường mang đi tuần quên hết rồi. Catala hả? Catala lên men đường hả? Thì ta Catala xe với mỗi bài cô dạy với những bài cô dạy thì cô sẽ có cái đó về cho mai sủi lên sủi từ 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 thì với mỗi bài đó cô sẽ có cái câu hỏi là cho lớp vô nước lớp nào cũng có hết, em có cái viên ô để cho đó chị. Và cái này câu hỏi mà có câu trả lời, mình sẽ tự tìm ra câu trả lời để các bạn để cho cái mùi nó im như này luôn mà hộp có 25.000 10 nước rẻ. Và tốt nhất là nếu được thì mình học nhóm chung với nhau để đi lấy cái cho nó lẹ. Cho nó lẹ. Đây ha. Các câu hỏi như thế này là từ câu nhưng hỏi mà nó cái mùi này chang chang như lạnh mới á. Mới cái chang này luôn. Đó. Nó là dạng như thế này. Cái gì hỏi nè. Để giúp mình ôn tập. Cô gửi về Zalo mà. Thì cô sẽ gửi slide, chắc là tại vì chưa có tin slide được nên thôi cô sẽ gửi cái slide này cho lớp mình luôn và lúc đi luôn á các bạn để mình có thể ôn tập luôn. Thật sự một số bạn ở đây là mình muốn học lại hơi nhiều lần rồi đó. Dù ghê vậy. Học lại nhiều lần.